Tiếp tục cuộc hành trình của mình bữa trước. Bài bữa trước mình làm được nhiêu rồi? Tức là mình tìm hiểu về grid system, tức là row và column trong cái bootstrap. Tại vì nó hỗ trợ mạnh cái việc là rebound sale, tức là trang web của mình nó xuất hiện ổn trên tất cả các thiết bị. Thì ở đây trên máy tính của mình thì mình phải test trên những cái kích thước màn hình khác nhau. Thì mình F12, rồi mình dời cái cột này nằm bên tay phải, rồi bắt đầu mình lít, mình kéo, mình thay đổi kích thước ha. Mình theo dõi cái góc trên bên phải nó có cái kích thước đang thay đổi đó, đó ha. Thì ở mỗi kích thước thì mình xét mấy cái bốc này nè, mấy cái cạc nè, số lượng khác nhau đó. Kích thước này là kích thước tương ứng với di động nè, kích thước tương ứng với tablet nè, bắt đầu kích thước tương ứng với mấy cái máy tính nè, phân giải thấp, phân giải cao nè đó. Ví dụ như vậy, phân giải thấp thì nó khoảng 1.200 thì mình 3 bóc là ok rồi, phân giải cao thì 1.400 trở lên thì mình là 4 bóc là ok. Còn ở dưới đây mình cho một cái bố cục khác nữa thì nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà nó ít kích thước màn hình hơn là xong ha. 1, 2, 3 hết đó, nó hay vậy đó. Mình học mà web 101 mình làm được gì là cũng hơi mệt á. Rồi, để làm được điều đó thì mình sử dụng là thư viện Bootstrap. Rồi, thư viện Bootstrap mình có thể là sử dụng online ha, còn không thì mình sử dụng offline, tức là mình lấy cái này mình xê về là xong. Rồi, để làm một cái layout mà sử dụng Bootstrap mà hoàn thiện website theo ý mình thì chắc chắn các bạn phải biết CSS thuần, và mình biết bổ sung vô thuần là mình viết riêng ha, muốn làm cái gì viết thêm đó. Và cái CSS đó nó được nằm ở dưới cuối cùng, tức là sau cái CSS của Bootstrap thì mới tới CSS của mình. Hình dung ha, phải đặt như thế á thì nó mới hiểu, còn mình đặt lộn xộn là chết á. Ví dụ như mình đặt cái này lên trên đây, trên của Bootstrap, thì có khi là trong Bootstrap nó đã có CSS đó của mình rồi thì nó sẽ hiểu cái CSS sau cùng ha, chứ nó không hiểu cái CSS của mình, cho nên mình phải để sau. Rồi, những trường hợp như là ví dụ như cái này đi, mà ở cái Bootstrap nó có rồi đó, mà mình muốn định nghĩa nó lại đó, thì cái này nè, các bạn cố gắng là để thêm cái chữ import thanh vô nữa là ok, tức là phải sử dụng cái thuộc tính này cho tôi. À, ví dụ như mình viết CSS mà mình thấy mình chắc rồi nó không có chạy, nhưng mà mình chắc là làm đúng, thì chắc chắn mình phải thêm cái này vô, tức là bắt buộc phải sử dụng cái này nè. Cho dù ở trên kia nó có mấy cái hay cũng không liên quan, nó phải chọn cái này, nhớ ha. Tại vì mình có cái việc là viết CSS của mình với CSS của Bootstrap thì nên biết thêm cái giá trị là import thân quan trọng. Rồi, bây giờ bắt đầu mình làm tiếp nè, làm tiếp cái phần ở trên đây ha. Thì ở trong đây á thì mình sẽ làm cái trang này là trang nào bữa trước ta. Bữa hôm làm trang gì vậy? Lớp mình bữa hôm làm trang gì vậy? À, bữa hôm có bi chơi chỗ vui thế hả? Hả? À, đúng, đi qua quên là cái chỗ để mình tham khảo thôi em. Rồi, bây giờ tôi muốn ở trên cái header này nè, nó có cái menu và nó có slider ha. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này. Rồi, tôi bỏ hết cái này đi, tôi làm lại từ đầu. Rồi, bây giờ cái header thì các bạn để header cũng được nè. Đó, thì trong header này tôi có một cái menu. Thì menu tôi để cho một cái div chẳng hạn. Rồi tôi có một cái slide, tôi cũng để cho một cái div chẳng hạn. Thì các bạn có thể gõ cái div trước. Rồi, thì sau đó mình mới xác định nè, cái div này nè, nó chứa menu thì cái div này nó làm sao? Nó phải là full màn hình chẳng hạn, hay là nó nằm giữa màn hình? Thì lúc này mình mới có một cái class nó đúng ha. Ví dụ full màn hình thì class của mình đó là container float ha, thì nó là full màn hình. Rồi, bây giờ cái này tôi cho cái background nó màu đen chẳng hạn, thì background black. Còn ví dụ như nó không phải là background màu đen, background màu thương hiệu của mình, màu thương hiệu của mình phải là màu đen, phải là màu trắng, không phải là những cái màu của Bootstrap. Tức là trong Bootstrap nó có định nghĩa cho mình một số màu, nhưng mà mình không thích mấy màu đó, nó giống như người ta nhìn vô nó chán ha. Mấy triệu người dùng Bootstrap
mà ai cũng sử dụng cái màu đó hết thì thật sự là không ổn ha. Tức là bước chót nó sẽ có những cái màu như vậy nè, màu mặc định như vậy nè ha: background remary màu này, background success màu này, background info màu này, background warren màu này, background danger màu này, background secondary màu này, và background dark là màu này ha. Background light là màu sáng, màu sáng sơn y màu trắng hay trời, màu xám sáng. Rồi nó chỉ có bao nhiêu màu thôi đó ha. Thì mình không thích mấy màu này thì mình cứ định nghĩa màu mới, và mình muốn định nghĩa màu mới thì mình phải biết CSS, và CSS đó của mình thì mình phải ghi ở trong cái file CSS riêng của mình, hiểu không? Rồi bây giờ tôi muốn là màu nâu đỏ không, màu vàng đậm đi, tại vì cái layout của mình đang là có cái tông vàng vàng vậy nè đó. Mình muốn sử dụng màu vàng này, màu cam này chẳng hạn ha, hoặc là màu này chẳng hạn nè. Thì mình biết chích màu không, biết công cụ nào để chích màu này không, làm cho nó thống nhất màu á, mai mốt nhớ hả, nó lớn lớn lên coi. Background color hả, là CSS đó hả? Tôi muốn chích cái màu này nè, tôi muốn lấy cái thông số màu này nè. Thằng này nó hiểu ý tôi hỏi. Các bạn tối ngày các bạn toàn là kỹ thuật không à? Tức là tôi hỏi các bạn có biết cái công cụ nào để chích cái màu này không? Để lấy cái thông số màu này nè, để mình làm background color cho cái menu của mình. À, gõ đâu em? Rồi, cảm ơn em, trời hay quá. Google ha. Có nhiều cái tôi không biết đâu, tôi chỉ biết những công cụ chuyên nghiệp thôi. Đâu 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 đâu, gõ cái chữ tôi coi. Dán vô cái Zalo đi, dán vô Zalo đi. Mình có hiểu quá, đọc nhau khó hiểu quá. Tôi dốt tiếng Anh nữa mà em đọc vậy tôi thua. Ai rubber hay quá ta. Đấy, sẽ có người biết. Tune attention hay quá. Cái nào em? Cái trên hay cái dưới? Cái nào cũng được. Cứ cho đại đi. Hay quá nè. Ép vô nè. Thêm tiện ích nè. Rồi mình sử dụng sao em ơi? Mở cái hình lên. Intention Arabber nè, tức là chắc chắc mình mở cái hình lên ngay chỗ này quá đúng không? Mình mở cái hình lên cái gì, email, cái này là banner hết à. Làm xong tới giờ quên rồi nè. Cái này là gì đây? Nó có nhiều quá à, không biết nó là cái gì luôn. Làm đâu có quên. Banner 1, Banner 1 trong web. Enter. Rồi, chích màu hả? Chích màu hả? Biết chưa, qua từ web bay nè, chích màu nè. Đó, nó ra được cái màu nè. Rồi cái màu này thông số đâu nè, thông số đây nè. Đó, hay quá ha, cảm ơn bạn. Trời đất ơi là trời, tôi mới biết luôn á, chứ tôi biết Photoshop không mà, tôi làm chuyên nghiệp tôi làm Photoshop không mà, làm Figma không à nha. Rồi mình có cái màu thương hiệu của mình rồi đó, nhớ làm cái gì nó phải có màu thương hiệu. Nó dùng để làm background, nó dùng để làm tiêu đề, nó dùng để làm cái button mà chính mình á, button mà active á,
để nó nhìn ra được cái màu thương hiệu của mình, chứ không phải là muốn dùng màu nào dùng, nhìn thấy ghê lắm. Và tất cả những thứ khác thì bớt màu lại, trắng, xám, sáng, đen, đậm, ok. Màu thương hiệu là dùng màu đó đó. Nó có thể là đậm, nó có thể là nhạt là ok ha. Rồi tôi thích màu nhạt nhạt này nè. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài của mình ha. Trở lại cái bài của mình. Thì mới nãy tôi nói là đây, tôi không thích cái màu này. Màu này mà mặc định nó màu đen. Thì bây giờ tôi muốn định nghĩa cái màu mới của mình là background hộ một chẳng hạn nha, ví dụ như vậy. Thì bắt đầu mình khai báo cái này nè, cho cái background mới ở đây đó. Chứ cái gì mình cũng sử dụng cái có sẵn thì cái triệu người giống nhau thì nhìn riết nó chán à. Rồi thì bây giờ mình bắt background color thôi đó, cho nên cái này là cái mình cần học nè, cái mình là cần làm thêm nè. Chết bà rồi, copy ha, copy cái mã màu. Thì background color nó phải có dấu thăng và cái mã màu là ok đấy. Rồi cái nào có sẵn của Bootstrap thì sử dụng Bootstrap. Ví dụ như mình muốn thấy cái này nó rộng bao nhiêu thì các bạn chỉ cần kiếm gì ạ? B, B là bedding đó ha, cái khoảng cách giữa nội dung phía trong với cái box đó, là gọi là B, là bedding. Thì lúc này mình cho là 3. Ví dụ như mình sẽ có thống nhất như thế này, những cái phần nội dung trong một cái box nào đó mình sẽ cho B3, ví dụ vậy. Và khoảng cách giữa cái section mình cho là B5 chẳng hạn vậy. Còn nếu khoảng cách giữa section mà B5 mình thấy nó gần quá, B5 là cái gì? Là cái trang web của mình đó, và cái phần này với phần kia nè, ví dụ phần này với phần này nè, là khoảng cách giữa cái section nè. Mình thấy cái khoảng cách này nó còn gần quá thì mình cũng phải định nghĩa là cái margin mới. Thì cái phần section này với section này gọi là margin, cái phần nội dung này với cái box này gọi là bedding, và cái bedding 3 của mình là nhiêu nè, để nó hở cái phần background đó ra để mình dễ thấy ha. Rồi mình đã có cái đó rồi thì bắt đầu mình làm menu thôi, hoặc là ngay cái này nè, bên tay trái của mình là logo, bên tay phải mình là menu chẳng hạn cũng được, hình dung không? Rồi bây giờ bỏ đó đi, lát làm cái menu sau. Bây giờ mình làm tới slide. Cái slide này mình muốn là cái hình nó full hay là cái hình nó là giữa màn hình là do mình quyết định thôi nha. Thì cái này á mình class. Rồi nếu là full thì nó vẫn là container full giống ở trên. Làm layout cực kỳ dễ các bạn, nguyên một layout dọc vậy là mình cứ cắt ngang cắt ngang cắt ngang, mỗi một phần mình cho một cái móc. Rồi cái nào nó thuộc về header mình để header, cái nào nó thuộc về các section thì để section ha, để nó áp vô luôn cái kỹ thuật là HTML5 đấy thì nó chuẩn. Rồi nó đầy rồi nè, thì cái này mình không cần gì chứ, tại vì slide của mình sẽ để cái hình vô đây và mình chạy slide thôi là xong nha. Rồi bây giờ mình lấy slide nè, ai mới nói gì ạ? Có ai nói gì không ạ? Rồi slide nè, thì ở đây nó hỗ trợ cho mình một cái carousel đó. Thì ở đây nó nói là cái gì ta? Nó nói là carousel là một cái lasso chạy vòng tròn các element ha, đó nó chạy vậy đó. Rồi để mà tạo một cái carousel á, thì các bạn hãy xem ví dụ phía sau này nè, để tạo carousel cơ bản nhất ha, và có thể là điều khiển nó. Thì đây nguyên carousel ở này, có bị nguyên đám này ha. Rồi các bạn thả vô đây. Rồi ở đây á, nó sẽ có 3 phần này các bạn. Cái phần này là cái phần button, là cái phần mà nó đây nè, 1, 2, 3 nè ha. Rồi cái phần này là cái phần hình. Rồi cái phần này là cái phần hai cái mũi tên bên trái và bên phải đó. Thì bây giờ á, mình copy vô nó chạy là được rồi. Từ từ mình sẽ tính mấy cái chuyện này. Ví dụ như mai mốt mình sẽ tăng số lượng hình lên thì sao, mình thay đổi cái nút khác thì sao, thì cái này mai mốt mình học được hết mấy cái này ha, icon khác. Chứ mình copy mà của người ta y chang người ta có gì đâu để nói ha. Còn bây giờ mình mới học thì copy nó chạy được là mừng lắm rồi, hình dung không? Rồi mình mở qua cái web của mình có nó chạy chưa.
Rồi chưa có hình lấy gì chạy ha. Rồi bây giờ mình có banner 1, banner 2, banner 3 nè, gắn vô thử đây. Đâu đây, banner 1 ha, chấm web bi. Đó, bây giờ là trên những trang web nó hay có cái đuôi này, ngoài cái ZBG mình thường thấy ha, chấm web bi là cái file mới, cái đuôi mới của cái hình. Cái này đang nằm trong thư mục image đó ha, file index nó đang nằm ở đây, cái hình nó nằm trong image, thì đương nhiên file index muốn truy xuất vô phải là image xuyệt ha. Rồi tiếp theo image xuyệt web bay 2 cộng trên C cộng trên V số 2 số 3. Số 3 lại là ZBG ha, image ZBG banner 3. Rồi mình cũng có thể là đổi lại ALT này. Đây là một cái hỗ trợ SEO cực tốt khi người ta tìm kiếm hình ảnh, cho nên các bạn cũng có thể là đặt tên gì đó đặt ha. Ví dụ như là cái này là cái gì không biết, nhưng từ từ mình tính ha. Banner 1, tên file sao đặt như vậy đi. Banner 2, rồi banner 3. Đó, mình chỉ còn sửa mấy cái chỗ này thôi là ok. Đó, nó chạy đó. Tại hình nó không có đều nhau cho nên nó nhảy cái dịch vậy. Mình cũng có thể là rớt hình đều nhau, hoặc là mình làm hình đều nhau giống như cái cách bữa trước mình làm. Mình định cái hay lại, rồi mình cho cái overlay gì đó chẳng hạn. Mà thường thường cái banner là người ta làm kích thước bằng nhau à. Khi người ta làm web thì người ta yêu cầu design là phải làm banner kích thước y chang vậy nha. Rồi bây giờ tới cái phần ở trên menu. Thì menu ở đây á, WordPress nó cho mình hai cái loại menu. Một cái là nav bình thường, một cái là nav bar. Nav bình thường là một cái menu nó ít có cái gì ở trên đó và nó không có ribbon seal ha. Nó chỉ có hai cách ribbon seal, là bình thường là ví dụ như bình thường nó có bốn cái menu, còn ribbon seal lại thì nó xuống hàng hết, nó không có ẩn hiện cái nút gì cả. Còn cái nav bar này nè, nó có hiển thị luôn cái nút ba dấu gạch ha, và bên trái thì menu, bên phải là nó là cái nút search. Thì cái nav bar là cái như vậy. Rồi mình tìm một cái nav bar khác thử. Banner logo, cái này giải thích thôi. Rồi ví dụ cái menu nào mình cần cái drop shadow thì mình làm cái này đó. Mình chỉ cần hiểu về ULLI là mình làm được cái menu này. Rồi sau đó ví dụ như cái CSS của nó không ổn thì bắt đầu mình mới viết CSS nha. Tôi đang tìm coi cái menu nào nó ok. Lấy đại một cái đi, lấy cái này đi, để coi cái này nó chạy như thế nào. Rồi nó chạy như thế nào đây. Ví dụ như đây. Rồi nó chạy được hai cái thước thôi nè, một cái thước mobile với một cái thước là màn hình lớn thôi nè. Đó, đấy, nó có sẵn hết nè ha. Thì mình chỉ cần là copy cái nát này vô thôi là ok nè. Đó, rồi copy vô, bắt đầu mình mới edit lại nát nè, hết cái nát luôn nè, hết cái nát luôn ha. Ctrl C rồi mình bát vô đây. Đó, rồi với cái nắp này á, nó đang có màu đen thì mình bỏ màu đen nè, mình sử dụng màu của mình rồi ha. Nắp tác bỏ luôn,
Rồi ok, máy này giữ lại hết. Còn máy này là máy cái gì thì các bạn đọc kỹ lại trong cái phần hướng dẫn này, nó hướng dẫn khá kỹ cho mình luôn. Ví dụ như nó nói là bạn có thể remove cái này, bởi vì cái này luôn luôn hai cái phần link và hiển thị khi mà nhấn vô cái nút toggle, cái nút mà lít vô hiển thị menu con, nút lít vô hiển thị menu con á là nút toggle này nè. Rồi cái này cần cái gì, cần cái gì, cần cái gì, nó giải thích cực kỳ kỹ cái chỗ này nè. Nó nói là phải có class này nè, nó nói phải có cái class này để chỉ tới cái phần mà hiển thị menu con lên nè ha, và cái phần này nè nó chỉ tới cái ID của cái thằng menu con nè đó, nó chỉ rất là kỹ luôn. Cho nên từ từ mình sẽ học, từ từ mới làm kỹ phần đó. Còn giờ mình gắn vô cho nó chạy trước cái đã, tại mới buổi đầu tiên mà sao hiểu hết được mấy cái này. Rồi ok mình chạy ha, đó thì nó ra được rồi nè ha, nó ra được như mình mong muốn rồi đó, nó có menu đàng hoàng hết nè. Từ từ mình thay lại mấy cái này. Còn bây giờ mình cho nó chạy thử đi, cho nó ra đi rôm siêu chưa, nó xuất hiện cái nút toggle chưa đó, có nút toggle luôn rồi nè. Ok đó nha, tức là bài lab 1 lúc nào cũng là cái nhìn tổng thể của cái phần học đó. Rồi lab 2, lab 3 mình mới đi chi tiết lại xíu, chi tiết lại xíu, edit lại. Rồi mình thấy cái gì bất hợp lý thì bắt đầu mình chỉnh sửa thôi, cho nó chỉnh chu lại thôi. Còn về phần có thì nó chỉ có thế thôi, anh hiểu không? Rồi ổn rồi đó.